Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại đến với một cạm bẫy khai cuộc mới trong thế trận của tiên nhân khí lộ. Điểm đầu tiên trong thế trận này thì bên đỏ lựa chọn phương án là bên 3 tấn 1. Như thấy đối phó với thế trận này thì bên đen sẽ có nhiều cách chơi, hoặc là sẽ chơi đối bên cụ, hoặc thể lựa chọn phương án là phi tượng. Nhưng lựa chọn nhiều nhất để đấu lại vẫn là phương án chống địa pháo, tức là chơi pháo 8 bình 1 lựa 7. Đến đây bên đỏ lại tiếp tục chơi tượng 3 tấn 5, bên đen pháo 2 bình 5. Đỏ chơi mã 2 tấn 3, đen cũng phát triển mã. Đỏ lại tiếp tục chơi pháo 8 bình 6, đen xuất xe, đỏ mã 8 tấn 7. Đến đây thì đen lựa chọn phương án làm tốc 3 tấn 1 để thông lộ mã. Bên đỏ chơi phòng thủ trước một nước, đó là sĩ 4 tấn 5. Thì ngay lập tức bên đen phóng xe qua hạt để bước tiếp sẽ làm bình 3 vận thốt, và đen con mã đang không có quân bảo vệ ở đường 7 của bên đỏ. Thì lúc này ở bên đỏ xuất xe mời đấu, tất nhiên là bên đen sẽ không đấu mà chơi phương án là xe 2 bình 3. Tới đây thì bên đỏ không lựa chọn là xe tấn 2 giữ mã mà chơi một nước rất hay, đó là xe 8 tấn 8. Mục đích nước này sẽ nếu mà bên đen tấn ăn mã thì xe sẽ bình qua đè mã ở đây, lấy lại mã và chiếm thế tiền rất là mạnh. Do vậy mình đang thuộc trước một nước, đó là sĩ 6 tấn 5. Thì đỏ lại chơi một nước rất hay, đó là pháo 6 tấn 4. Tất nhiên là bên đen sẽ không dám ăn mã, tại vì pháo sẽ bình vào vừa free xe vừa hâm là ăn tượng chiếu sát. Do vậy đến đây thì nước đi bắt buộc bên đen phải làm chơi mã 3 tấn 4. Thì bên đỏ thấy đen không ăn mã thì ép cho phải ăn mã bằng cách chơi pháo 2 tấn 1, bắt buộc sẽ đen phải tấn 1 ăn mã. Sau đó thì lại chơi pháo 6 bình 7 truy đuổi xe. Như thấy xe lại không có lộ chạy, bắt buộc mã phải nhảy xuống để cặn. Thì lúc này bên đỏ đơn giản là thu pháo về lấy lại quân mã và đang hâm một đường rất hay, đó là ăn tượng chiếu tướng sát cục, hoặc là nếu mà tướng ra thì sẽ chiếu tướng bắt xe. Như thấy đến đây tướng lại bình qua lũ 6 thì pháo tấn xuống ăn tượng chiếu tướng. Như thấy hình cả đến đây thì bên đỏ đã chiếm mưu rất là mạnh, nhưng chúng ta hãy xem những bước sau. Bên đỏ thậm chí không thể mang xe của bên đen mà vẫn có nước để chiếu sát. Như thấy đến đây tướng bắt buộc phải tấn 1 thì xe lập tức bình vào chiếu tướng. Pháo 7 phải bình của lũ 6 để truy cản. Thì pháo 2 là tiếp tục bình của lũ 4, tiếp tục bỏ xe ở đường 4. Đến đây thì pháo tấn xuống ăn xe. Mã 3 tiếp tục tấn 4 chiếu tướng, tất nhiên là sĩ không thể chống lên được, bắt buộc pháo phải đem qua cản. Thì mã lại tiếp tục ăn xuống tốt, cùng pháo cùng mã chiếu lưỡng tướng. Đến đây thì pháo bắt buộc phải bình của lũ 7 để cản. Và bên đỏ kết thúc trận đấu bằng cách chơi trúc 3 tấn 1. Như thấy hình cờ đến đây mình đang biết là nước kế tiếp đỏ sẽ trúc 3 bình 4 dùng pháo chiếu tướng, nhưng đang không có cách nào hóa giải, không thể lên tướng được, tại vì điều đó cũng vô ích. Nếu mà chiếu tướng thì tướng không vào được do có mã lũ 3 canh giữ. Một cạm bẫy rất là độc đáo trong cái trận tiên nhân chỉ lộ do bên đỏ tạo ra. Clip của mình đến đây cũng xin tạm dừng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.